Mua bán xe cũ xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh và theo yêu cầu của các bác à, cần tìm một dòng xe số sàn, máy dầu thì hôm nay em đã cập nhật cho anh chị và các bạn ngay được một chiếc xe Toyota Fortuner phiên bản máy 2.4G à, một cầu số sàn, xe có ngoại thất là màu đen nội thất ghế ga màu lâu, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, chính chủ sử dụng từ đầu, các chi tiết của chiếc xe thì cam kết rõ cho anh chị và các bạn trên văn bản hợp đồng giấy tờ, xe còn nguyên zin không đâm va, không ngập nước vào check test toàn quốc. Với chiếc xe này thì hiện đang có mặt tại Lam Biệt Auto, địa chỉ đơn vị là số 18 Thành Thái, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội. Anh chị và các bạn quan tâm thì có thể qua trực tiếp cửa hàng để xem xe và lái thử. Và bây giờ em sẽ mời anh chị và các bạn cùng đi tham quan về phần ngoại thất của chiếc xe cũng như đến phần nội thất của chiếc xe và phần máy móc. Và cuối cùng ta sẽ đi tới mức giá để anh chị và các bạn có thể tham khảo xem nó có phù hợp hay không chi tiết về sơn xi cũng như là phần mép lối mép cản của chiếc xe thì chủ xe rất là giữ gìn với một chiếc xe số sàn máy dầu thì cực kỳ tiết nhiệm kiệm nhiên liệu với đường hỗn hợp nó chỉ rơi vào khoảng 6,5 lít trong 100 km đúng chất là ăn chắc mặc bền của dòng Toyota thì các bác có thể thấy đây là cái kiểu dáng form mới rồi cái đời trước nữa thì nó là kiểu dáng nó khác cơ. Những năm gần đây thì Toyota cũng thay đổi rất nhiều và cũng trang bị thêm cũng một số option tiện ích cũng như là tính năng an toàn. <laughs> đây, các bạn có thể quan sát qua về chất lượng ghế da này, rồi là cần số này, đây, những chi tiết em quay qua cho các bạn có thể tham quan qua. Còn đây là phần vô lăng, vô lăng tích hợp các phí điều chỉnh chức năng. Các bạn có thể thấy chất lượng vô lăng vẫn còn rất là đẹp ạ từ những cái phần màn hình đã được lên màn hình giải trí Android rồi. Đấy, các bác có thể quan sát qua chút về những cái tính năng công nghệ trên mẫu xe, xe điện có tính năng chống chân trượt. Rồi là túi khí an toàn, cân bằng điện tử và có trang bị phanh ABS EBD. Các bác có thể thấy qua những chất lượng ghế của chiếc xe vẫn còn rất đẹp từ những con ốc và bây giờ em sẽ mời anh chị và các bạn cùng tham quan về hàng ghế thứ hai của chiếc xe Đấy, không gian bên hàng ghế thứ hai thì rộng rãi cho ba người ngồi các chi tiết của chiếc xe thì nó vẫn giữ được trong cái tình trạng là hoàn hảo và những cái phần này các bạn có thể tham quan được qua không gian rộng rãi cho ba người ngồi cửa gió điều hòa thì nó trên trần anh chị nhé và đây là cái phần đuôi xe của chiếc xe anh chị này đuôi thì nó vẫn mở bằng cốp cơ không gian hàng cái thứ ba khi anh chị bạn chưa gặp lên thì nó sẽ chỗ chứa đồ nó sẽ hẹp hơn còn khi mà anh chị và các bạn không cần đến hàng cái thứ ba nữa mình gặp lại nó sẽ tạo một cái tầm cái mặt phẳng chứa đồ rất là rộng rãi và bây giờ em sẽ mời anh chị và các bạn cùng đi tham quan về phần máy móc của chiếc xe để anh chị và các bạn có thể tham quan qua đầy đủ kỹ hơn trong quá trình quay mà anh chị và các bạn đang thắc mắc một vấn đề nào đó thì có thể liên hệ theo số điện thoại trên màn hình. Em có thể em chụp lại và gửi thông tin đầy đủ cho các bác có thể tham khảo một cách rõ ràng, chi tiết cụ thể hơn những cái phần mà các bác yêu cầu và giải đáp những cái thắc mắc của các bác một cách rõ nét nhất. Một chiếc xe rất đẹp ạ. Làm bánh quãng đường là hơn 35.000 km. Đây là các chi tiết về cánh phụ và cái phần máy móc của chiếc xe đây. Ta cùng đi vào với mọi chiếc xe bán ra tại cửa hàng thì luôn cam kết rõ cho anh chị và các bạn là xe không đâm va, không ngập nước, máy số nguyên bản, nội thất zin, báo trách hãng toàn quốc và có bảo hành về động cơ cũng như máy móc, hộp số cho anh chị và các bạn khi mua chiếc xe này. Đấy, các bác có thể thấy qua thì chiếc Toyota Fortuner phiên bản một cầu số sàn, sản xuất là 2019 máy dầu hiện đang được đơn vị giao bán với mức giá là 965 triệu còn thương lượng. Các bác quan tâm hãy liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình, em sẽ gửi thông tin chi tiết. Và xe vẫn có hỗ trợ trả góp cho các bác lên tới 70% giá trị xe. Và em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi từ kênh mua bán xe cũ và gặp lại ở những video tiếp theo của mua bán xe cũ.